Hiện nay 90% người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi thói quen chi tiêu để giảm sinh hoạt phí, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm ga và điện. Vì thế mà hiện nay trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều dòng sản phẩm máy móc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá điện gia tăng. Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, điều hòa chiếm trung bình là 40% so với tổng điện năng tiêu thụ trong một hộ gia đình. Nắm bắt nhu cầu này, hiện nay trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đã cho ra đời dòng điều hòa inverter tiết kiệm điện thay thế hoàn toàn công nghệ cũ, như dòng điều hòa EcoCity Gen 2 Inverter của Casper. Thương hiệu này có thị phần điều hòa giữ vững vị trí top 2 cả năm 2023, top 1 liên tiếp trong 3 tháng cao điểm. Với cái sản phẩm hiện tại như chuẩn bị sắp ra mắt ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy cái mẫu mã rất là đẹp. Chắc chắn là người tiêu dùng sẽ đón nhận với lý do là như thế này. Đẹp với giá cả lại còn hợp lý. Đây là một trong những cái sản phẩm rất là đáng tin cậy, đặc biệt là những năm trở lại đây thì dòng sản phẩm của Casper ấy mang lại hiệu ứng rất cao đối với cả người tiêu dùng. Theo Casper Việt Nam, năm 2024 là năm của khách hàng, mục tiêu của hãng là mang tới cho khách hàng thêm nhiều quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, thương hiệu này cũng điểm lại hàng loạt sản phẩm máy giặt tủ lạnh đã giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đã nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường. Thị phần ngành TV tiếp tục giữ vị trí top 5. Máy giặt cửa trước sau hơn 2 năm ra mắt đã vươn lên top 6 thị phần, tủ lạnh side by side đạt top 6 thị trường tăng 300%. Casper đứng trong top 115 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam.